Tình trạng của nạn nhân ra sao rồi? Dạ, báo cáo thủ trưởng. Hiện tại sức khỏe của nạn nhân đang tiến triển rất tốt. Cũng may là vết thương nằm ở vùng bụng, cho nên là cũng không nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân. Các đồng chí có thông tin gì về nguyên nhân xảy ra vụ đụng độ đó không? Dạ, theo lời khai của nạn nhân, thì trong lúc hai người ngồi nhậu, bị một băng nhóm xã hội đen xông vào đánh hội đồng. Trong lúc chống trả, vô tình một trong hai thanh niên đó đã làm cho nạn nhân bị trọng thương. Hành động liều lĩnh như vậy chỉ có thể là tay chân của đám chính hổ. Báo cáo, theo mô tả đặc điểm nhận dạng của mấy tên giang hồ thì rất nhiều khả năng vụ này do tính chột và đồng bọn của hắn gây ra. Dựa vào đâu mà đồng chí lại có nhận định như vậy? Trên người của đám giang hồ này có rất nhiều vết xăm, rất giống với đối tượng nằm trong băng của tướng chột mà chúng ta đang theo dõi. Nếu vậy, đây không đơn thuần chỉ là một cuộc xô xát, mà rất có thể đó là cuộc thanh toán giữa các băng nhóm với nhau. Dạ đúng như vậy. Một trong hai thanh niên bị đánh úp đó, đó là đối tượng Nguyễn Minh Thái. Nghe nói, hắn bị thương rất là nặng. Và các trinh sát của chúng ta đã rà soát tất cả các bệnh viện và phòng khám tư để tìm nhưng vẫn chưa thấy. Nếu có thông tin gì của Nguyễn Minh Thái thì cho tôi biết ngay. Rõ. 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 Mô Phật. Rồi sau đó con có đi tìm ông ấy không? Dạ có. Nhưng ông ấy không nhìn con mà xua đuổi rất thậm tệ. Bao nhiêu năm qua, cảm giác bơ vơ hụt hẫng mãi đeo bám theo con. Con đã phải sống một cuộc đời của một đứa trẻ ăn mày, không cha, không mẹ, đói khát không nơi nương tựa. Một thời gian sau, con xin đi theo gánh sơn đông của ông hai hoàng đế. Cứ tưởng sẽ có cơm ăn áo mặc, nhưng không ngờ những ngày tháng bên cạnh ông ta lại trở thành địa ngục. Sau đó, con học được ông hai những trò ảo thuật nho nhỏ, nhưng chỉ cần một lần sai sót thôi là ông đánh con như tử, trừng phạt con nhịn đói cả ngày. Tính đập đời cơm của tao hả thằng quỷ? Mày làm ăn như vậy
lần sau biểu diễn ai mà coi nữa hả? Ông ơi, ông lại cho con đi, con không cố ý. Mày không cố ý hả? Mày không cố ý hả? Hả? Ông tha cho con đi. Tha nè, tha nè, tha mày hả? Tha mày hả? Đứng lên. Mày là cái thằng cù bơ cù bách, không cha không mẹ. Tao thương tình, tao đưa mày về nuôi, cho ăn, cho mặc tử tế. Đúng ra là mày phải thương tao chứ. Không có tao mày đã chết gục từ lâu rồi. Mày biết không? Ông mưa tha cho con đi. Tha cái gì mà tha? Tha hả? Quỳ lên. Khi nào tao cho phép mày đứng dậy, mày mới được đứng, mày nghe chưa? Quỳ ở đó. Không thể chịu nổi sự hành hạ của ông ta, con quyết định bỏ trốn. Đó là lần đầu tiên trong đời con lấy trộm tiền của người khác. Nhưng mà con thật không ngờ, đúng là của thiên trả địa.
đến năm 16 tuổi. Trong một lần đi bán vé số, bị bọn giang hồ ăn hiếp, con đã được chú Chính Hổ cứu giúp và mang về nuôi. Từ hai đó, anh ơi, tha cho em đi. Con chính thức bước em chân vào giới xã hội đen cho đến hôm nay. Tha cho mày hả mày? Đưa hết tiền ra đi. Đưa đi. Nhanh. Vé số nữa. Đứng lên mày. Mấy anh lấy tiền lấy vé số của tôi rồi thì tôi đi. Tụi tao đâu để mày đi dễ dàng như vậy. Nếu mày muốn ở yên á, quỳ xuống chú hắn tao. Mấy anh không cho tôi bán thì thôi, thì tôi đi chỗ khác tôi bán. Mấy anh làm mày liền. Quỳ xuống chú qua cho tao. Thôi, tụi bay làm gì vậy? Dạ con chào ông Chính. Nè, trả tiền lại cho nó đi. Mau trả tiền đây. Dạ, trả đây. Dạ. Mẹ mày, điên. Bỏ cái thằng kia chưa? Bỏ kia chưa? Tao mà gặp một lần nữa, đừng có trách tao. Điên. Dạ. Khá lắm. Dạ, con cảm ơn chú. Sao, muốn theo chú không? Chú bảo đảm sẽ không có đứa nào dám bắt nạt cháu nữa. Con bươn chải một thời gian khá là dài, nhưng rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Vậy là anh có tình cảm với con nhỏ đó. Không cần biết là anh có hay không, người đầu tiên mà anh gặp phải là em, chứ không phải là con nhỏ đâu. Tôi đây. Nói cho tôi biết, chỗ ở của con nhỏ bán trái cây đó là ở đâu? Dạ cầu thần linh tứ phía cho con gặp được anh Thái, tìm được anh Thái. Ấy dạ. Ê, sao mày lại tao? Tao chưa có chết mà. Mày lại tao trước chứ bộ. Mày lại tao trước á. Thôi mệt mày quá. Khấn đàng hoàng đi. Bác ơi, bác có linh thiêng á, bác phù hộ cho anh Thái được tai qua nạn khỏi nha bác. Dạ đúng rồi đó bác. Từ ngày anh Thái mất tích tới giờ, tôi con ăn ngủ cũng không yên. Lúc nào á cũng cầu trời khẩn Phật, tụi con ăn chay để cầu mong anh Thái trở về để cho con ngã mặn nghe bác. Ê thằng quỷ, cầu khấn mà cũng nói ba cái chuyện ăn uống ở đây làm gì? Dạ xin lỗi bác, bác bỏ qua chuyện của tụi con đi.
Anh Thái là người tốt, thương tụi con lắm. Tụi con xem anh Thái như anh ruột của tụi con vậy đó. Xin bác á, hãy phù hộ anh trở về đây nghe bác. Dạ. Anh Thái giờ này anh ở đâu? Con nghe ngoài ngõ lá rơi sầu, con nghe tiếng giạc kêu sương lạnh, có thấu lòng em giữa đêm thâu. Anh hỡi về đi, về nhé. Với anh em mãi vẫn trung thành, nhà em lau sạch xe em rửa, tất cả sẵn sàng chờ đợi. Được kìa hả mày? Giờ tôi mới lau xe, tôi mới rửa chiều, mày định nhìn công với tao hả? Thì thơ, ai thêm thất chút, nó mới hay, nó mới giận. Mày bắt bẻ hoài vậy. Mà có phải là thơ của mày làm không? Tao thì thơ của người ta, nhưng là tao thêm chút, tao bớt chút, thấy hay hay biến thành thơ tao luôn. Chứ vậy là đạo thơ rồi. Mệt quá. Tập ơi. Vậy tao sợ quá mày. Mày sợ gì? Thì chị Diễm đó. Diễm sao? Chị muốn biết chỗ ở con nhỏ bán trái cây, không biết để làm gì. Trời ơi, thì phụ nữ với nhau ghen tuông thôi, mày quát lắm làm gì. Ừ, tôi bỏ qua chuyện đó đi, mà tôi vẫn thấy sợ mày ơi. Sợ gì nữa ông cố nội? Lỡ mà anh Thái á, anh chết thiệt còn sao? Ta không muốn mày nhắc bả chuyện đó nghe. Nói tầm phào không. Ừ, tao cũng đâu muốn nhắc mấy chuyện đó đâu, nhưng mà không nhắc không được. Lỡ mà anh Thái anh chết thiệt á, anh biết tao với mày đã sao nữa. Ai biết sao. Tài ơi. Gì? Mày sợ gì nữa? Gió làm tao sợ. Mày tào lao quá. Có khi nào anh Thái anh chết thiệt anh về đây không? Lộc ơi. Gì? Lộc thấy sợ nữa. Thôi đi, chắc không có đâu. Trên đời làm gì có mạ cỏ đúng không? À, mày ngồi đây chơi vậy? Tao vô nhà trước. Trời, trời mà bỏ tao mày. Đợi tao với Lộc. Mấy năm qua con đã làm nhiều chuyện không phải. Khi cận kề với cái chết, con mới nhận ra rằng tội mình làm là không thể tha thứ. Luật nhân quả là rất công bằng. Người làm ác thì phải trả cho cái tội ác đó. Có thể trả ngay, hoặc là có thể sẽ trả ở kiếp khác, khi hội đủ duyên. Thưa thầy, bây giờ con phải làm gì đây? Có câu rằng, thánh nhân nào mà không mang quá khứ? Tội nhân nào mà chẳng có thể có tương lai? Chính vì vậy, nhủ lòng luôn khoan thứ. Kiếp con người, ai thoát khỏi lầm sai? Dạ thưa thầy, con không muốn quay lại con đường cũ nữa. Xin thầy cho con được ở lại đây, ngày đêm kinh kệ, sám hối, để chuộc lại lỗi lầm của mình. Không phải là cứ kinh kệ và sám hối là nghiệp chướng được xóa đâu. Nếu đã gây nghiệp, thì nên dùng hành động thực tế để trả nghiệp. Chốn tu hành không phải là nơi để bao che cho cái ác. Thôi, giờ cũng khuya rồi, con vào nghỉ ngơi đi. Nhớ suy ngẫm những điều thầy vừa nói. Dạ. Con xin phép thầy. Nè con. Dạ. Trong thời gian điều trị, con không nên đi lại nhiều nha. Sau khi lành rồi,
con muốn đi đâu thì tùy ý. Dạ, con hiểu rồi. Quang, uống miếng đi. Ủa, mấy nay á, con nhỏ em họ của Hoàng sao không thấy ra bán vậy? Hay là má nó bệnh nữa rồi? Không, nhỏ Quyên đi chùa rồi. Sao Hoàng không đi? Tôi vừa mới về quê ăn đám giỗ lên, nên hôm nay tranh thủ ra đây bán cho nó xong luôn nè. Hoàng nói á, thì bảy mới nhớ là bảy còn mắc nợ lời hứa là đi chùa cúng trả lễ. Vậy mà quên. Thiệt tình á, kể từ lúc dọn về đây buôn bán, bảy không có đi chùa thường xuyên như trước. Chứ hồi đó Thủ Đức á, đi chùa hoài à. Ủa, mà nghe nói Quyên á, nó đi cầu duyên phải không? Bữa nào á, Hoàng kêu nó tới gặp bảy, bảy chỉ cho một cái chỗ này nè, linh lắm. Chứ không có đâu, Quyên đi cầu sức khỏe cho ba má thôi à. Trời, có hiếu ghê ta. Mà nè, bộ nhà nó không còn anh chị em gì hết trơn sao? Không lẽ một mình nó gánh vác hết cả gia đình hả? Ở dưới quê Quyên là con một, nhà Quyên nghèo lắm, cho nên đi làm nhiêu tiền cũng hết trơn à. Tội không? Nhưng mà kể ra nhỏ cũng có phước, cũng còn có ba, có má, có nhà để mà về. Còn bảy nè, có còn thân mình ơn nè. Thôi, đừng có buồn nữa. Gì? Chủ nhật này đi coi phim. Chủ nhật nào? Mấy chủ nhật rồi? Sao con không ngủ thêm chút nữa? Con nghe thầy nói hồi tối con thức khuya lắm. Dạ, con ngủ đủ rồi cô. Ủa mà thầy đi đâu sớm vậy cô? À, thầy đi bốc thuốc cho bà con rồi. Công nhận thuốc của thầy tốt thiệt. Con mới đắp mà đã hết rồi. Thầy không chỉ giỏi về Phật Pháp mà còn là một lương y nổi tiếng khắp vùng này đó con. Con thiệt là may mắn vì được cô và thầy cứu. Thôi, giờ cô phải vô trong để tụng kinh đây. Lát con vô uống trà với cô nghe. Dạ. Không biết là nhắc dao bữa đó của mình có đoạt mạng người ta không nữa. Cầu mong cho anh ta tai qua nạn khỏi. Cầu trời khẩn Phật cho bệnh tình của má con mau thuyên giảm, ba má con mạnh khỏe an vui, và con sớm gặp được ân nhân của mình. Bữa nay chỉ có một mình sư thầy ở bên phòng thuốc, cho nên là sư thầy không về đây để tiếp chị với cháu được. Mời chị và cháu ở lại chơi. Lát trưa thầy về sẵn tiện dùng bữa trưa với nhà chùa luôn. Cảm ơn em, chắc để dịp khác đi. Hôm nay chị với cháu đi viếng tới 10 cảnh chùa lận. Mà dạ, hồi sáng giờ mới đi được có 4 chùa hà. Dạ. Thôi thì xin uống miếng nước, rồi xin phép đặng còn đi cho kịp các chùa nữa. Dạ, dạ, vậy cũng được à. Lúc khác có dịp mời chị và cháu lại ghé nha. Nhà chùa ở một nơi xa xôi như vậy mà chị và cháu vẫn có lòng ghé, thiệt là quý quá. Bữa nay chủ yếu chị với cháu đi viếng mấy cảnh chùa xa xôi mà em. Dạ, bây giờ mời chị và cháu qua dùng nước à. Mình đi. Dạ. 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 Thank you.
Không lẽ nào là mình nhìn nhầm ta? Vô lý. Anh ta là giang hồ thì sao trở thành Phật tử được? Ôi, mình bị anh ta ám ảnh mất tiêu rồi. Quyên ơi. Anh Hoàng. Chưa ngủ nữa hả? Dạ chưa. Anh Hoàng vô chơi. Anh Hoàng ngồi chơi nha anh Hoàng. Ê, tôi có đem qua cho Quyên mấy cái bánh nít nè. Trời ơi, có mình Quyên thôi hả? Anh Hoàng muôn chiên nhiều dữ vậy. Trời ơi, đâu có mua đâu. Bánh này là đám dỗ dưới quê đem lên. Để ăn từ từ đi. Ê, Quyên, hôm nay đi chùa có mệt không? Đi nhiều lắm nhưng mà không có mệt. Sau này nếu rảnh đó, Quyên đi hoài luôn đó, vui lắm. Còn anh Hoàng đi về quê ăn dỗ có vui không? Trời, dĩ nhiên là phải vui rồi. Biết sao không, lâu lâu mới được về quê một lần. Anh Hoàng nè. Sắp tới á, chắc tụi mình buôn bán khó khăn lắm đó. Ủa, sao vậy Quyên? Hôm nay á, Quyên có nghe chị chủ dựa nói sắp tới chị sẽ tăng giá bán lên. Như vậy thì sao mà mình buôn bán được? Tôi cũng thấy vậy. Thời buổi giờ kiếm đồng tiền khó quá. Giá cả thì nó cứ lên xuống thất thường. Mà Quyên, cái chân này sao rồi? Chân Quyên á hả? Chân Quyên đỡ lắm rồi. Nè, ngay chỗ cái đầu gối á, mình cứ co ra co vô á, nó lâu lành lắm. Coi á, mà xức thuốc cho thường xuyên nghe không? Quyên nhớ rồi, anh Hoàng cứ nhắc hoài, làm như Quyên nít đó. Thôi, Quyên nghỉ ngơi đi, tôi về phòng tôi ngủ à. Chứ đi cả ngày cũng thấy mệt lắm luôn rồi đó. Vậy thôi để Quyên đóng cửa cho anh Hoàng nha. Ngủ ngon nha. Anh Hoàng ngủ ngon nha. Cô. Cô. Cô biết con là người không tốt, vậy cô có sợ con không? Từ lúc nhìn thấy con, cả cô và thầy đều biết con không phải là người dân sống ở đây. Trong lúc con mê sảng, những lời nói tiếng la của con giúp cho cô hiểu. Con đang mang nặng nhiều nỗi niềm. Thầy nói là tâm của con đang bị bất an. Con cảm ơn cô đã tốt với con. Thật sự con thấy mình không xứng đáng. Thôi, đừng có nhắc tới những chuyện không vui nữa. À, cô nói nghe nè, mấy bữa nay ăn chay nhiều, con có thấy thèm thịt cá không? Nếu như thèm, bữa nào về nhà cô nấu cho con ăn. Ở trong này cô mang vô không có tiện. Dạ, con thấy ăn chay cũng ngon mà cô. Con nói thiệt hả? Dạ, mấy bữa nay con cảm thấy mình không thèm thịt cá nữa. Bữa ăn chay nào con cũng thấy ngon. Vậy là con có căn tu rồi đó nha. Cô, nhà cô gần đây không cô? Nhà cô ở dưới xóm. Bữa nào chân con đỡ á. Cô mời con ghé nhà cho biết nhà cô nghe. Dạ. Con thấy cô suốt ngày bận biểu. Vậy thì chồng cô, con cô sao cô? Dạ, con xin lỗi. Không có gì. Cô sống có một mình à. Mặc dù cô chưa xuất gia, nhưng mà từ lâu cô đã coi chùa như là gia đình của cô, là ngôi nhà của cô rồi. Vậy cô không có người thân hả cô?
Có chứ. Cô cũng từng có chồng và có con nữa. Quyên, Quyên, Quyên. Trời, nay làm gì mà ngồi thẫn thờ đó vậy? Bộ có chuyện gì hả? Anh Hoàng nè, có khi nào á một người trước đây từng làm việc xấu, xong rồi sau đó người đó lại trở thành Phật tử trong chùa không? Sao lại hỏi vậy? Bộ bữa đi chùa gặp trường hợp đó hả? Mà cũng có. Mấy chuyện này là bình thường mà. Đâu phải ai bước vô cửa Phật cũng là người tốt đâu. Nhiều khi người ta từng gây ra tội ác, cướp của, giết người, rồi bây giờ nhận ra tội lỗi của mình, sau đó họ đi tu. Bình thường mà Quyên. Ha. Sao nay Quyên hỏi vậy vậy? Không có gì hết. Thôi anh Hoàng cơm tiếp đi ha. Cô cảm ơn con. Cô có một đứa con gái, nó rất xinh đẹp và thông minh nữa. Nhưng đáng tiếc là cô không thể ở bên cạnh nó để chăm sóc, dạy dỗ nó. Cô cũng khao khát được nghe nó gọi hai tiếng má ơi. Cũng gần 20 năm nay rồi, dạ sao thời gian lâu như vậy mà cô không quay về thăm? Biết đâu chú sẽ bỏ qua cho cô và đón nhận cô. Nếu như cô quay về, không những tính mạng của cô không được đảm bảo mà những người thân của cô cũng bị đe dọa. Mặc dù mọi chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, cô chưa từng làm điều gì có lỗi với chồng, nhưng với cô luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Thôi, chuyện của cô buồn lắm, bao giờ có thời gian cô sẽ kể cho con nghe. Dạ. Mày đừng có trách tao. Tốt hơn hết, mày hãy chết ở một chỗ xó xỉnh nào đó đi. Nếu mày quay trở lại đây, nhất định tao không để mày ngán chân tao đâu. Alo, có chuyện gì? Cứ tiếp tục theo dõi cho tao. Nhớ những gì tao dặn, bằng mọi giá phải cho nó biến mất. Rõ chưa? Tốt lắm. Mày đừng có trách tao. Ngoại thành rộng lớn, biết tìm ở đâu anh Long? Im mồm đi. Dạ. Ngô
nguyên vé số không anh? Đưa tấm hình đây. Dạ dạ dạ. Có thấy người này không? Tôi có gặp người này trong chùa. Dạ dạ. Bay. Dạ dạ. Cảm ơn chị nha. Đi. Trời đất. Gì? Mày thắp nhang chi dữ vậy? Đã trong này nóng mà. Mày tính xông hơi hả? Im. Chỗ linh thiêng đừng có nói nhiều. Phật không có chứng. À dạ. Dạ con xin lỗi mấy ông Phật. Dạ xin lỗi mấy ông Phật. Dạ dạ tha lỗi con. Cầu trời mô, Phật và các thần linh tứ phía với các dòng hồn đây giúp cho con cậu gì được đấy. Con sẽ thắp nhiều nhang cho mấy ngày. Nhưng mà sao mày đốt chi nhiều như vậy? Đốt vậy á, Phật mới thấy được cái lòng thành của mình. Phật mới phù hộ biết không? Đốt càng nhiều càng tốt hả? Ừ. Mày ngu quá. Nóng quá. Nè, đốt đi. Nè, mày không bỏ ra đốt đi. Mày tính xong khói tao hả? Mày giết tao hả? Sao mày kêu đốt nhiều mới có lòng thành? Tao nói vậy thôi, mày muốn làm gì mày làm. Mệt mày quá. Thôi, thắp đi. Ừ. Con xin Phật tổ từ bi, xin người ban phúc, độ vì chúng sanh. Cho con tìm được gặp anh. Ngày rằm có nguyện cúng nhành hoa tươi. Thơ hay, thế nào cũng phù hộ con. Lại là chị nữa hả? Cô cũng hiểu tiếng người nữa hả? Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, tại sao còn xuất hiện ở khu vực này? Tại chị đi kiếm tôi, chứ tôi đi kiếm chị hồi nào? Tôi đâu có làm gì sai với chị, mà sao chị cứ gây khó dễ với tôi hoài vậy? Cô cứ lảng vảng ở khu vực này làm gì? Tôi không thích. Cô nghe chưa? Tôi với chị không quen không biết. Tôi chỉ làm ăn buôn bán thôi. Tôi đâu có làm phiền gì tới chị đâu. Không nói nhiều với nó nữa. Tụi bay đứng đó làm gì? Làm việc đi. Đừng mà. Đừng. Bé làm gì vậy? Đừng có làm gì mà. Ba tiếp đi. Đừng. Bé làm gì vậy hả? Làm gì vậy? Anh xuất ra. Anh thôi đi. Anh có để cho tôi yên được không vậy? Thôi đi.